Xin chào tất cả các anh em. Lâu quá rồi kênh mình mới lên lại video. Hôm nay mình có một ít rau bếp đã vệ sinh và mài bén. Anh em xem video chốt mã nào thì có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại mình để trên tiêu đề. Rồi, xin cảm ơn anh em nha. Mình xin đi vào chi tiết cái video hôm nay. Ở đây mình có cái kéo bãi nha anh em. Mã số 1 này bán 300 ha. Đây dập rất là nhiều chữ nha anh em. Rồi, kéo số 1 300 có bao da đi kèm nha. Ở đây là cái kéo bướm. Kéo này cũng dập chữ đầy đủ ha. Kéo này bán 200 nha anh em. Mã số 2. Rồi mã số 3 này mình bán 100 ngàn nha. 100 ngàn cho cái kéo này nha anh em. Chữ đây ha. Rồi. Mã số 4 là một cái bào gỗ nha. Bào này mình bán 150 nha. Rồi, bào gỗ số 5 này cũng 150 nha. Chữ nhiều lắm à. Rồi, mã số 6 này là một cây... Yanagiba ha. Lưỡi con này 22 cm nha anh em. Lưỡi 22 cm. Bản rộng là 2,7 ha. Độ dày nó 3 ly. Khâu sần nha. Cái này mình bán 350. Rồi, dao số 7 nè. Dao của hãng Global ha. Cái này mình bán 300 nha anh em, lưỡi 20 cm. Bằng ngọng 3,5 ha. Đây nó có bị một vết chỗ này nha nè. Không ảnh hưởng gì quá trình sử dụng hết. Này mình bán dạng thanh lý thôi. Rồi số 8. Mã số 8 này mình bán 250 ha. Một cây Nakiri lưỡi 17,5. Bản rộng là 5,3 ha. Loại này thì mỏng nha anh em. Cán có bị tét đây nè. Đó, mình bán 250 ngàn. Rồi mã số 9 ha. Cây Nakiri này mình cũng bán 250 anh em, lưỡi 16 cm. Bản rộng là 5,2 ha. Độ dày ngay gốc cán là 4 ly, mỏng dần ra mũi nha. Rồi, dao số 10. Mình bán 270 ngàn. Lưỡi 15 cm. Bản rộng 4,2 ha. Cây này rèn thủ công, hai lớp thép, chữ đây là chữ khắc bằng tay, trên bề mặt nó rất là nhiều cái vân thép nhòi nha anh em, nó giống giống như là Damascus nhưng mà không phải nha, kiểu như là thép người ta nhòi á, đó.
Rồi cái này lưỡi 15 cm ha. Dày 4 ly nha. Bản rộng là 4,2. Cái này anh bán 270.000 nha anh em. Cái cán này là dao này nó hư cán là mình cắm vô cái cán này tặng kèm cho anh em sử dụng thôi, chủ yếu mình bán cái lưỡi thôi nha. Cán này thì mình cắm tạm để anh em sử dụng. Anh em nào chê cán này xấu thì có thể tự thay cái cán khác. Rồi dao số 11 ha. À, một cây Nakiri lưỡi 16. À, bản rộng 4,7 nha anh em. Dao 3 lớp thép ha. Về đây tầm 3 ly á. Chữ cũng khắc thủ công ha. Đây, đường thép ghép của cái lưỡi này. Dao 3 lớp. Rồi số 11 280.000. À, số 12 ha. Cái này mình bán 390.000. À, một cây Nakiri sử dụng thép giấy xanh nha anh em. À, dao này đến từ làng nghề Tosa ha, thép giấy xanh nè. Rồi cái này lưỡi 15 cm nha anh em. Về chỗ này tầm 3 ly á, mỏng dần ra mũi. À, bản rộng con này là 4,5. Con này cán còn đẹp nha. Rồi mã số 13 ha. À, một cây Nakiri. À, hoàn thiện bề mặt ốp nhám quả lê chống dính thực phẩm nha. Hai anh em còn gọi là Nasiji á. Thì cây Nakiri này mình bán là 450. Lưỡi 16.5, bản rộng 4,5 nha. Vậy trong góc cán tầm 4 ly, mỏng dần ra mũi. Dao cũng 3 lớp ha. Rồi. À, mã số 14 này. À, mình có một cây Miroshi đề 3 nha. Cái này lưỡi 19.5 ha, bản rộng là 4,5. Và độ dày là 8 ly. Đó. Khâu sừng nha anh em, khâu sừng. Chữ đây ha. Rồi, mã số 14 800. Rồi số 15 ha. À, đề 3 hai mặt anh em. Cái này rèn thủ công nè. Chữ mặt bên đây nè, đó. Cái này lưỡi 16.5 nè. Bản rộng là 4,6. Dày 7 ly ha. À, cây 15 này bán 450.000. Rồi, dao số 16 nè. À, đây là một cây dao Ugani nha. Của hãng Masamoto nha anh em. Đó. À, cán này mình làm lại nha. Cán khâu sừng nha. Làm lại sạch đẹp nha anh em. Rồi, cây này mình bán 1,3 triệu anh em, lưỡi 21, bản rộng 3,7 và độ dày 7 ly. Rồi dao số 17 nè. Cây Global ha. Cái này bán 350 nha anh em. Lưỡi 18, bản rộng 4 và độ dày 2 ly ha. Rồi dao số 18 nè. Cái này bán 700 nha, lưỡi tới 24 lận.
Dáng này là dáng Butcher, dao dao phong cách châu Âu á. Cái này là của hãng Victor Inox ha. Đây anh em. Rồi lưỡi 24 bản rộng 4 và độ dày tầm 2 ly ha. Rồi dao số 19. Ở đây mình có một cây dao dao này là dạng dao đi rừng á. Dao rừng hai mặt nhưng mà kích thước loại này là nó dài nhỏ gọn ha. Để tiện mang theo. Chữ đây anh em. Cái này lưỡi 16.5, bản rộng 3.5 và độ dày 4 ly ha. Mã 19 này bán 400. Rồi mã 20 nè. Một cây dao 3 lớp. Chữ dập chìm ha. Lưỡi 16.5. Bản rộng 4.5. Và độ dày nó là 2 ly. Dao 3 lớp thép. Mã 20 là bán 250 nha. Rồi dao số 21 ha. Gioto 20 cm, thép kháng rỉ nha. Bản 4.3, bản rộng 4.3. Độ dày nó tầm 1 ly rưỡi thôi. Đây. Hãng này nha anh em. Rồi mã 21 này bán 250. Rồi mã 22 ha, 400 anh em. Một cây Santoku. Đây có tên thương hiệu đây nha. Sử dụng thép VG1 anh em. Cái này lưỡi 17.5 ha, Santoku 17.5, bản rộng 4.2. Cái này tầm ly rưỡi 2 ly á. Cái này em bán giá 400 nha anh em. Rồi dao số 23 ha, cây Gioto lưỡi 18 cm, bản rộng 3.2 và độ dày tầm 2 ly. Rồi cái này 350 nha. Rồi dao số 24 nè, Santoku 3 lớp, loại thép giấy xanh. Rồi lưỡi 16.5, bản rộng 4.2 á. Độ dày tầm ly rưỡi 2 ly. Cái này em bán giá 500. Rồi sao dao số 25 nè. Cái này rèn thủ công nha anh em. Chữ khắc bằng tay. Lưỡi 17 ha. Bản rộng 4.5. Cái này chất lượng rèn nó rất là tốt nha anh em. Trên mặt thép nó cũng thép nhồi rất là nhiều. Nó có vân vân á. Rồi mã 25 này em bán 400. Rồi mã 26 ha. Dao này của hãng Masahiro nha anh em. Santoku kháng rỉ. Kháng rất là đẹp ha. Mình bán 350 ha. Lưỡi 17, bản rộng 4.8 và độ dày tầm ly rưỡi 2 ly. Rồi dao số 27 nè. Santoku 3 lớp nha nè. Rồi cái này bán 280 nha. Lưỡi 16.5, bản rộng 4.3. Rồi dao số 28 nè. Cái này là dao chặt nha anh em. Dày 5 ly nha. Cái này bán 1.500.000. Lưỡi dài lắm, lưỡi tới 22 cm là. Nè thép 3 lớp nè ha. Bản rộng 7.7 nha. Chữ đây nè. Dao khắc hai chữ ha. Chữ trên với chữ dưới nè. Rồi cái này lưỡi dài rất là dễ sử dụng nha.
Rồi, cây này là cây thái bản to nha, chứ không phải là dao chặt nha nè. Vâng, là lát xít. Rồi, cây này bán 850 nha. Lưỡi 18, bản rộng 8 và độ dày tầm 2 ly. Rồi, dao số 30 ha. Cây này bán 350 anh em, lưỡi 15, bản rộng 3, mỏng tầm ly rưỡi. Rồi, dao số 31. Ở đây là cây Global ha, lưỡi 15, bản rộng 3, mỏng 1 ly anh em. Cái này bán 150 ha. Rồi, cây này là cây dao Betty nha. 3 lớp lõi thép giấy xanh á. Cái này lưỡi 13, bán rộng 3,5 và mỏng tầm ly rưỡi, 2 ly gì đó, 450 nha. Rồi, dao tiếp theo là cây dao lóc nè. Cái này bán 350 nha, lưỡi 14,5, bán rộng 3,7. Rồi, này là dao gọt trái cây anh em, lưỡi 12, bản rộng là 2 ha, 2,5 chứ, rộng 2,5 chữ đây. Mã 34, 250. Rồi, mã 35 này bán 200 nha anh em. Cái này lưỡi 11,5, bản rộng 3,5 ha. Dao này dùng để đi rừng đi câu rồi ha. Rồi, video của mình hôm nay gồm 35 mã nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.